rồi tụt xuống. Được rồi, kéo em trước kìa. Đến chỗ này nha. Cô. Kiếm ong rồi. Em cầm được mà. Có thể chim hay tổ. Sao gì kìa. Mấy cái điều có mấy cái tầm gửi đẹp rồi mà nó không có làm à. Đi băng rừng lội suối tươi bò như kiểu chó mới được ổ ong mệt. Đít vàng đầy nha. Nó đi mòn đường hết mà.
Má tụi trên này cao nhờ. Ngồi này sao quay ta? Anh đừng rủ. Đưa lại em cầm cho người ta xem. Anh chuyển qua đây cho em này. Nó làm trên cái cây này mà, đâu phải làm trên cây tre. Đưa em siêu to khổng lồ. Đưa đây rồi tụt xuống. Đưa kéo em trước cho. Để một chỗ này nè. Ôi. Ông Hương thích bắt hơn rồi. Hương thích coi xem hơn. Đấy đấy. Ủa cô. Cô không vào đúng không? Cô cũng à. Chị đưa đây. Dục xuống hả? Cô không ra hả? Dục xuống. Rồi ăn xuống đi. Em xuống em cầm nhá. Cô này em cầm nhá. Để em xuống. Tổ này mới về chưa có mặt à? Cao quá. Rồi. Siêu bự. Nó đang vào mật. Chưa có mật lắm. Nào. Để kiếm con chúa xem này. Đấy, con ong được tên đen đen này. Ông chúa. Đi bạn kiếm con ong chúa cái. Chúa cho người ta xem. Có hot không? Đây xuống nhìn thử cái này chín bố rồi. Chúa ơi đâu không thấy ta. Vậy ta được một ổ khui rồi. Kiếm ổ khui coi. Rủ đi. Rút đi, rút ngoài đó đi. Anh cầm anh chụp cái bên nhé. Mới về cả tiếng đồng hồ rồi. Rồi.